Vâng, chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại booth linh kiện của MSI tại sự kiện Computex 2019. Và nhắc đến Computex của năm nay thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những chiếc mainboard mới của AMD sử dụng chipset X570. Vâng, và đây chính là một sản phẩm như vậy. Chúng có rất là nhiều những cái tính năng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Tính năng nổi bật nhất trong những chiếc mainboard X570 đó chính là nó sẽ có một cái cánh quạt ở đây này. Ở chip hồi xưa gọi là chip Buckle Nam đấy. Và tại sao chúng ta lại phải cần cái cánh quạt này? Đó chính là bởi vì những cái dòng mainboard X570 này nó hỗ trợ chuẩn PCI Express 4.0 có tốc độ nhanh hơn rất là nhiều. Và cái chuẩn này thì nó sẽ khiến cho con chip này trở nên nóng hơn rất là nhiều. Vì thế nên tất cả những cái chiếc mainboard của MSI trong năm 2019 này sẽ có một cái cánh quạt ở con chip ở đây này, con chip điều khiển PCI Express. Và nó có một vài những cái tính năng ở đây, nhưng mà cái tính năng mình thích nhất đó chính là tính năng cái cánh quạt này, tốc độ của nó sẽ chạy khi nào phù hợp với cái nhiệt độ của chipset, chứ không phải lúc nào nó cũng chạy đồng đều nhá. Nếu mà chipset nó nóng thì nó mới tăng tốc độ quạt, còn nếu mà các bạn không làm gì, mainboard vẫn rất là mát thì ok, nó chạy ra yên tĩnh và thậm chí nó còn không chạy cơ. Đấy chính là một trong những cái tính năng. Và mình rất là thích cách mà MSI đã tối ưu hệ thống khí động học cho chiếc mainboard này. Quạt gió nó sẽ thổi mát cho những khe M2 ở đây, và sau đó sẽ đến những cái hệ thống tản nhiệt VRM để có thể làm mát cho toàn bộ hệ thống mainboard này. Mà nói đến SDM2 thì ở những dòng mainboard X570 này nó được hỗ trợ chuẩn PCI Express 4.0. Thế nên khi các hãng lắp một chiếc SSD cũng được hỗ trợ PCI Express 4.0 thì tốc độ đọc ghi của nó lên đến là 5.000 anh em ạ. Một tốc độ quá là nhanh, quá là khủng luôn. Thực sự là mình rất là muốn trải nghiệm chiếc mainboard này. Rồi, vậy đến CPU thì sao? Đến CPU thì theo như mình hỏi MSI thì hãng trả lời là nếu mà các bạn muốn được hỗ trợ chuẩn PCI Express 4.0 ấy, thì các bạn sẽ phải lắp kèm với cả những CPU Ryzen 3000. Nếu mà các bạn lắp CPU đời cũ cũng được thôi, nó vẫn chạy được bởi vì socket vẫn sử dụng là socket ARM4 mà. Nhưng mà khi đó thì chuẩn PCI vẫn chỉ bị giới hạn lại ở 3.0 mà thôi. Vậy thì nếu mà các bạn muốn được trải nghiệm tốc độ nhanh gấp đôi của PCI Express 4.0 thì các bạn sẽ phải mua kèm với những dòng CPU Ryzen thế 3000 nhá. Vâng, nhắc đến CPU Ryzen 3000, mình tin rằng rất là nhiều anh em sẽ cảm thấy phấn khích. Đó chính là bởi nó có số nhân lên đến là 12 nhân. Và với quá nhiều nhân như vậy và để có thể tối ưu hết toàn bộ hiệu năng cho chiếc mainboard này thì tất cả những dòng mainboard của MSI năm nay có những hệ thống tản nhiệt VRM rất là hoành tráng em ạ, rất là hiện đại đúng không? Đây chính là phiên bản prototype thôi. À, ở đây thì còn có một cái mạng LAN có tốc độ lên đến là 10 Gbps, có thể lắp kèm với chiếc mainboard này. Đây chính là phiên bản prototype và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phiên bản chính thức của nó nhá. Phiên bản chính thức của nó được trưng bày ở đâu đó xung quanh đây. Ở đây chúng ta cùng đi nhá. Đây, ở đây thì mình đang đứng cạnh một chiếc mainboard mà được hình thành từ phiên bản mẫu mà mình vừa nói cho các bạn đấy. Đây là chiếc MEG X570 ACE. Anh em có thể thấy những hệ thống đèn LED của nó rất là hiện đại đúng không? Ở đây nó cũng có đèn LED này. Nhưng mà tại sao nó lại không hiện ở đây ta? À đây, đây, đây. Anh em phải nhìn từ góc độ này mới có thể thấy này. Đây là hệ thống quạt gió này. Đấy, sờ vào đây là có thấy gió phát ra luôn. Những khe M2 Lightning cực kỳ xịn, hỗ trợ PCI Express 4.0. Hệ thống tản nhiệt này. Đấy, rồi những cái đàn phây điện của nó trông rất là hoành tráng đúng không? Tiếp theo đây, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc mainboard cao cấp nhất. Đó chính là chiếc MEG X570 Gold Line. Nó ở kia kìa. Đây, đây chính là chiếc mainboard cao cấp nhất của MSI tại sự kiện Computex 2019 này. Nó được đặt trong một bộ cây cong. Vâng, bộ cây cong lần đầu tiên trên thế giới, nhìn vô cùng hoành tráng đúng không? Chúng ta hãy cùng nói sâu hơn vào chiếc mainboard này một chút này. Anh em thấy không? Những cái hệ thống quạt gió của chipset lẫn M2 cùng với những cái hệ thống của VRM nó vẫn tương tự với cái bản prototype kia. Nhưng mà chiếc mainboard này nó có rất nhiều những cái dải đèn LED rất là thú vị anh em ạ. Vâng, những cái dải đèn LED ở xung quanh chipset này, ở trong cái quạt đó, nhìn trông cực kỳ là đẹp với cả cái dòng đèn LED RGB. Và ngoài ra thì ở bên trong hệ thống VRM chúng ta cũng thấy những cái đèn LED RGB, thứ mà chưa từng được thấy trên những dòng mainboard từ trước đến nay. Một thứ mà mình rất là thích trên chiếc mainboard này đó chính là nó sẽ có một cái đèn LED ở đây này. Đấy, như các bạn có thể thấy đèn LED có con rồng. Đấy, con rồng đang đánh nhau với cả hai thằng Samurai, hai thằng gì đấy. Các bạn sẽ có thể customize nó, các bạn sẽ có thể đưa hình ảnh mà các bạn muốn vào chính cái đèn LED này. Đã độc đáo đúng không? Hay đấy.
Rồi, và đó chính là một vài những cái mainboard mới nhất của MSI sử dụng chip của AMD. Các bạn nghĩ sao về những chiếc mainboard này? Hãy cùng comment phía dưới nhá. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like, cũng subscribe channel và bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo chúng mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, đi trả chỗ cho các media khác đây.